Nè, từ từ. Anh Sáu. Khoan, từ từ. Anh Sáu. Khoan, nó sắp xuống rồi. Từ từ. Khoan, từ từ. Ê, từ từ nữa. Khoan, khoan, từ từ. Anh Sáu. Cho em thả với. Khoan, khoan, nè. Từ từ thôi nha. Từ từ nha. Từ từ. Đó, nhớ lên rồi đó. Em chạy đi, em chạy đi. Em chạy nha. Ừ, ừ. Nè, em chạy đi, em chạy đi. Chạy đi. Ê, nó bay rồi, anh Sáu. Cẩn thận đó, mình đừng té nha. Mộng nữa hả? Trời ơi em ơi là em ơi, em cứ nằm mơ gặp ác mộng như vậy hoài, chắc em chết sớm quá Liêm. Em chưa bao giờ sợ chết hết. Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Nè, từ lúc mà chị thấy anh Xấu mất á, em hay gặp ác mộng lắm Liêm. Có khi nào em cúng kiến chưa đủ cho nên vong hồn của ảnh chưa siêu thoát không Liêm? Em luôn mong muốn anh Sáu ở quanh quẩn bên em. Hả? Vì em còn có nhiều điều chưa nói hết được với anh ấy. Em rất ân hận vì để anh Sáu ra đi. Em luôn mong ước cái chết của anh Sáu không phải là sự thật. Em muốn lúc nào anh Sáu anh cũng quanh quẩn bên em, ở trong căn nhà này, ở bên cạnh em. Em sẽ nói với anh rất là nhiều điều, rằng em không muốn như vậy. Liêm, Liêm, chị nói em nghe nè, bây giờ là đêm rồi, em đừng có nhát chị nữa nha Liêm nha. Em nhát chị vậy, chị dễ yếu tim chị chết lắm nha Liêm. Anh Sáu ơi, anh Sáu ơi, em với anh mặc dù cũng có gặp nhau một vài lần rồi, nhưng mà không có thân thiết gì hết. Anh làm ơn, nếu mà có muốn về kiếm con Liêm tâm sự gì thì làm ơn chờ tới lúc em đi rồi hẳn về kiếm nha anh. Chứ em ở nhà cho em yếu tim em chết luôn anh Sáu ơi. Anh Sáu ơi, anh giúp giùm em anh Sáu ơi. Em sợ anh quá. Anh Sáu có điều gì muốn nói với em hả? Hả? Em nghe đây. Hả? Anh Sáu muốn nói với em điều gì? Anh nói đi. Cái gì vậy? Trời. Anh nói đi. Anh Sáu, em nghe đây. Anh Sáu, em nghe đây. Trời. Anh ơi, em đang nghe đây. Trời. Em nghe đây. Anh Sáu. Anh Sáu. Anh Sáu. Ủa, gì mà tới sớm dữ vậy anh trai? Ủa Liêm đi đâu rồi? Em cũng không biết nữa, chắc là nó đi đâu rồi đó. Gọi không được.
Ủa Liêm đi hồi nào mà sao em không biết? Em đâu có biết đâu. Mà anh lo quỷ tha ma bắt nó hay sao vậy? Lo là lo cho em đi nè. Cả đêm em nằm sợ ma gần chết run cầm cập à. Chắc là nó đi vòng vòng đâu đây thôi à. Ê mà không phải anh ơi, mấy hôm nay á, con Liêm nó cứ nằm mơ thấy anh xấu hiện hồn về báo mộng. Có khi nào anh bắt con Liêm đi luôn không anh? Anh biết Liêm ở đâu rồi. Ăn giùm anh luôn đi. Em đem vô nhà giùm anh đi. Nè nè nè, anh Khánh, tìm được nó gọi điện thoại về báo cho em biết nha. Anh biết rồi. Đừng để em lo đó. Anh xấu, anh thương em lắm. Anh mà biết em đang buồn như vậy chắc anh cũng sẽ không vui đâu. Anh biết không, anh nhớ lúc anh còn sống, lúc nào anh cũng bảo vệ cho em, không bao giờ anh muốn em phải chịu cực chịu khổ. Bây giờ anh ở đây có một mình, chắc là anh buồn lắm. Phải không anh? Anh xấu. Anh xấu ơi. Anh xấu. Cảm ơn anh đã đi cùng với Liêm trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Tôi xin phép anh cho tôi được thay thế anh làm điều đó trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Anh hãy đi nghỉ, tôi sẽ chăm sóc cho Liêm giống như anh đã từng chăm sóc cho cô ấy vậy. Trong khoảng thời gian Hai Đá ở tù thì xảy ra một vụ thảm sát tại nhà của Trung Râu, cũng là đàn em của Hai Đá. Vợ của Trung Râu bị hãm hiếp rồi bị giết. Còn hai đứa nhỏ theo lời của Dương Ba nói thì đang bị thất lạc. Và bây giờ hung thủ một mực muốn giết chết Hai Đá. Liệu đó có phải là sự trả thù cho những ân oán năm xưa không? Còn nữa, hung thủ rất có thể là một trong hai đứa con của Trung Râu. Vậy theo ý của anh, chúng ta sẽ điều tra theo hướng này. Đúng vậy. Anh nên gác lại hết tất cả mọi việc, đi về vùng biên giới đi. Xem xét manh mối con của Trung Râu còn có gì đặc biệt không. Nhưng hồi nãy anh cũng vừa nói là Dượng Ba cũng đã tìm nhưng mà không thấy họ. Vậy bây giờ em về đó điều tra, liệu có phát hiện gì không? Qua bao nhiêu năm, mọi thứ có thể thay đổi. Dượng Ba cũng chỉ là một giang hồ ẩn cư, cho nên không có được những manh mối mà mình cần tìm. Em chú ý quan sát ngôi nhà đó, xem có gì bất thường giữa các mối quan hệ giang hồ mới nổi lên không. Nhớ, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Dạ rõ. Em đi đi. Dạ.
Anh nghe nè. Anh hai lên mạng xem đi, An Hải gặp chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Anh hai cứ xem đi. Sao lại có chuyện gì vậy được? Em đang ở đâu? Dạ em đang ở trường nè. Được rồi, anh tới liền. Dạ. Anh Hải đâu rồi? Em có vô lớp kiếm rồi, nhưng mà mấy đứa bạn nói nó không có đi học. Còn An Bình đâu rồi? Em cũng không biết nữa, gọi điện thoại hoài không bắt máy gì hết. Ba mẹ và cô Dương đã biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Sao An Hải lại để xảy ra chuyện này chứ? Rồi ai báo cho em biết chuyện này vậy? Dạ mấy đứa bạn gọi điện thoại báo cho em biết. Em nghe tụi nó kể lại á, là An Hạ từng quen cậu ta, nhưng mà Hạ nhục cậu ta ở quán cà phê đông người, nên như vậy cậu ta mới tung clip lên mạng để trả thù. Cũng do cách sống buông thả của An Hạ nên mới chịu hậu quả như vậy. Lần này An Hạ nghĩ ra quả lớn rồi. Mình phải tìm bằng được địa chỉ nhà cậu sinh viên đó. Dạ. Vậy giờ mình đi anh hai. Đi. Mày đi ra đây gặp tao nè. Mày giỏi thì ra đây. Cô ơi, cô tao xé xác mày không? Mày dám làm dụng tao thì phải có gặp mặt tao chứ. Chết. Mày ra đây. Cô ơi, cậu chủ và ông bà chủ đi du lịch hết rồi. Bây giờ cô có la hét cũng vô ích mà thôi. Không có tin. Chị kêu rút ra đây. Có tin là tôi đút cái nhà này luôn không? Không có ai ở nhà hết đó. Kêu rút ra đây. Cô bình tĩnh lại đi cô. Tôi phá bằng cái nhà này nè. Kêu rút ra đây. Tôi ra đây. Tôi phải giết nó. Ra đây. Anh hai. Mày ra đây. Có tên là tôi đốt nhà mày không? Thằng chó kia. Thằng chó. Mày ra đây. An Hạ. Về nhà đi em. An Hạ, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh hả? Chị thử đăng hình khỏa thân của chị lên Facebook đi, rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chị có bình tĩnh được không? Tôi thề. Nó mà ra đây, tôi sẽ lấy con dao này đâm chết nó. Đừng có giao cho anh. Mày ra đây. Không có chuyện của anh. Anh đi về đi. Anh nói là đưa con dao cho anh. Không có chuyện của anh. Mày ra đây. Không ra đây. Có chuyện gì chưa? Anh thả em ra. Anh làm gì vậy? Buông em ra. Không. Buông em ra. Anh Nhi, kêu xe taxi đưa nó về nhà. Dạ. Alo, taxi hả? Anh Bình. Mở cửa anh Bình. Anh Bình. Mở cửa đi. Anh Bình. Anh Bình. Mở cửa. Mới sáng sớm em làm gì mà gõ cửa ầm ĩ vậy? Anh còn hỏi em nữa hả? Cả nhà đang ầm ĩ ở dưới kìa. Anh xuống lo cho An Hạ đi. Giờ này mà còn ngủ được nữa. Đi. Thôi được rồi, anh xuống liền. Trời ơi, sáng sớm mà. Dạ. Rất mong ông sớm giải quyết việc này. Về phần em gái tôi thì gia đình sẽ tìm cách lo liệu. Dạ, cảm ơn ông. Sao rồi con? Con vừa mới trao đổi với ba của cậu sinh viên đó. Ông ta nói là sẽ dùng mối quan hệ của mình để mà nhờ an ninh mạng gỡ những tấm hình đó xuống. Và ông ta cũng khẳng định là không phải là do con trai ông ta tung lên mạng. Trời ơi, đúng rồi. Sao mà ông chịu nhận con ông làm được chứ? Anh nghĩ là ông ta nói đúng đó. Vì ông ta nói con trai ông tốt nghiệp rồi sẽ lấy vợ, mà gia đình bên vợ thì cũng rất là danh giá. Anh ta không dạy gì mà tự đâm mình một nhát như vậy. Con bé An Hạ này, không biết đáng thương hay đáng trách nó đây. Ba có biết chuyện này chưa mẹ? Ba con không có ở nhà. Mà nếu có
mẹ cũng không dám nói, chỉ làm cho ông ấy bận tâm thêm thôi. Mẹ chỉ lo cho cô ba của con. Con nghĩ là khoan hãy cho cô ba biết chuyện này, để tình hình An Hạ sao đã. Cô ba mà biết thì sẽ cuống cuồng, sẽ đau buồn, rồi mọi chuyện sẽ càng rối rắm thêm thôi. An Hạ là đứa rất biết yêu bản thân, anh nghĩ nó sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Nhưng mà bây giờ An Hạ lâm vô bước đường cùng rồi. Đúng rồi đó con, em con nói đúng đó. Liệu có ổn không con? Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Thì là An Hạ đó, có chuyện lớn rồi, anh hai con đang tìm cách giải quyết đó. Em đang chuẩn bị đi đâu sao? Dạ. Ủa anh hai, An Hạ có chuyện gì vậy? Em coi đi. Anh đã cho gỡ những tấm hình đó xuống rồi. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Thì là An Hạ đó, có chuyện lớn rồi, anh hai con đang tìm cách giải quyết đó. Em đang chuẩn bị đi đâu sao? Dạ. Ủa anh hai, An Hạ có chuyện gì vậy? Em coi đi. Anh đã cho gỡ những tấm hình đó xuống rồi, nhưng mà An Hạ đang gặp khủng hoảng tâm lý. Anh đã trói nó lại để tránh bị kích động. Alo. Dạ em đang chuẩn bị tới, anh để em chút xíu nghe. Dạ. Con nghĩ chuyện của An Hạ cứ để cho anh hai trói An Hạ vậy đi. An Hạ kích động lắm, nếu bây giờ thả ra con nghĩ sẽ lớn chuyện hơn nữa đó. Mẹ đừng quá lo lắng nha, An Hạ sẽ không sao đâu. Thôi được rồi, con có việc phải đi một chút. Con đi nghe mẹ. Em đi nha. Thôi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào nó bình tĩnh lại con sẽ mở trói cho nó. Nhớ coi chừng nó nha con. Dạ. Em nghỉ ngơi đi, để anh giải quyết chuyện này cho. Vài bữa nữa có thể đi học trở lại được rồi. Mấy người đi ra khỏi phòng tôi đi. Đi đi. Đi. Thỉnh thoảng em lên phòng của An Hạ sao nha. Dạ. Tưởng đâu khóa tôi ở trong phòng là xong hả? Mấy người coi thường con An Hạ này lắm rồi đó.
Chị hai. Hả? Chị hai làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Tại sao ngoài kia người ta cứ lại phải vội vã? Cuộc sống mà chị, mọi người ai rồi cũng sẽ chạy theo guồng quay của xã hội, với những lo toan cơm áo cào tiền, những khát khao, những ước mơ mà chị. Và cả những thù hận, ân oán. Và thật là mệt mỏi nếu chỉ có một mình. Chị hai nè, hay mình hãy về nơi mà chị em mình từng gắn bó đi chị. Hoặc là nhà ông bà Khổng, nơi vùng biên giới đi chị. Chị muốn đi đâu, em sẽ theo cùng chị. Phải, chị cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng mà có những điều vô hình cứ níu chân chị lại. Phải chăng đó là điều mà chị vẫn chưa làm được? Chị hai à, có chuyện gì chị cứ nói cho em biết đi, em sẽ giúp cho chị. Bây giờ em đã đủ lớn rồi, em đã đủ trưởng thành để làm những việc mà người đàn ông phải làm. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Chị hai à. Chị ơi. Chị ơi. Chị hai. Chị hai. Bác sĩ ơi, chị hai tôi bệnh có nặng lắm không? Chị của cậu đã bị suy nhược cơ thể. Đợi bệnh nhân khỏe lại ha, chúng tôi sẽ tiến hành làm một số xét nghiệm khác. Lúc đó chúng tôi mới chẩn đoán được đó là bệnh gì. Cảm ơn bác sĩ. Không, tao không buông tha cho mày đâu. Chính mày, mày đã giết ba tao, mẹ tao, cả gia đình tao. Mày hại ba tao, mẹ tao và cả em trai tao nữa. Mày đừng có gian sinh tao, tao phải giết mày. Tao phải giết được mày mới thôi. Khỏi, mày khỏi phải gian sinh tao. Tao sẽ giết mày. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Anh Sáu, anh đi đâu vậy? Anh đừng đi, anh đừng bỏ em. Em không muốn. Anh vì cứu em mà anh phải mất mạng đó anh Sáu. Anh đừng bỏ em, anh đứng lại đi em Sáu. Đợi em nha, em sắp trả thù xong cho gia đình em rồi. Lúc đó em sẽ đi với anh. Thả diều. Mình thả diều nha anh Sáu. Em cũng biết thả diều rồi đó. Em với anh thả diều. Thả diều. Diều của em cũng bay cao rồi kìa. Diều của em bay cao, diều anh cũng bay cao. Hoa hồng vàng đẹp quá. Liêm rất thích hoa hồng vàng. Anh Sáu trồng hoa hồng vàng cho Liêm. Liêm cảm ơn anh Sáu. Liêm chỉ thích hai thú thôi. Liêm thích đi thả diều với anh Sáu. Đời Liêm thích hoa hồng vàng. Em thích trồng thiệt là nhiều hoa hồng vàng. Rồi em thích đi thả diều với anh. Nè, ông đứng dậy coi. Tôi có chuyện muốn nhờ ông. Ông phải giúp tôi rửa mối nhục này. Con gái, con tới đây thì hay quá. Ngồi xuống rồi với ba. Ngồi xuống cái gì? Ông làm gì mới giờ này mà say bét vậy? Ông ngồi dậy. Ngồi dậy.
Tôi đang có chuyện cần ông giúp nè. Uống rượu với ba. Uống gì mà uống? Giờ này mà say xỉn rồi. Tại sao tới lúc tôi cần người giúp thì không ai giúp được cho tôi vậy? Ông ngồi dậy. Ngồi dậy đi. Đường Đường là một đại ca giang hồ mà để cho mình thân tàn ma dại như vậy. Ông ngồi dậy. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Nè nè nè, cô làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh ông? Tao làm gì thì kệ tao. Giờ mày muốn làm sao? Muốn đánh nhau với tao hả? Tao cũng đang muốn đánh nhau nè. Nè, tôi không có muốn đánh nhau với phụ nữ nha. Mày giỏi lắm đó. Mày đừng có ở đó mà coi thường tao. Tao sẽ cho cả thế giới này biết con An Hạ là người như thế nào. Hết thuốc chữa rồi. Con này được quá. An Hạ đâu? Cô ta vào đó một lúc, tụi em nghe thấy tiếng cãi giả, rồi cô ta bỏ đi rồi. An Hạ đâu? An Hạ đâu rồi Bân? Mới vừa đi được một lúc. An Hạ có nói chuyện gì với ổng không? Em cũng không biết nữa. Lúc nãy đi chợ về với bác gái là em thấy An Hạ đang đánh ổng. Mà ổng xỉn rồi có biết cái gì đâu. À, chỉ còn nói sẽ cho cả thế giới này biết chỉ là ai. Đúng thiệt là khùng mà. Nhìn ông ta không giống một tên trùm giang hồ cho lắm. Ổng lúc nào cũng xỉn rồi sai. Thức vậy là đồ uống rượu à. Em nói thiệt, những lúc em buồn em muốn bỏ đi cho rồi á. Mà nghĩ lại bác gái thương ổng, với lại em thương anh Sáu mới ở đây chăm sóc ổng á. Ủa mà bác gái đâu? Chị không thấy. Chắc là ra mộ anh Sáu rồi. Em mới vừa đưa bác đi chợ về, mua thức ăn mà anh Sáu thích. Ngày nào cũng vậy, nấu xong rồi mang ra mộ của anh Sáu, ở tới khuya mới về. Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi. Cần chị giúp gì cứ nói nha. Tao nhất định sẽ tìm ra được mày. Lần này tao sẽ không để cho mày trốn thoát đâu. Tao sẽ không để mày làm chó như lần trước nữa. Thằng khốn nạn. Chạy xe cứu gì vậy? Muốn chết chết mình đi. Muốn đánh nhau không? Ê, làm gì vậy? Phá xe tôi hả? Muốn đánh nhau nè. Rồi sao? Muốn gì xuống đây đánh lộn nè. Xuống đây. Đi. Muốn gì xuống đây nè, đừng ngồi trên xe nói chuyện. Hốt nè. Muốn gì xuống đây nè. Anh ra được rồi đó. Anh yên tâm đi,
Em đã quan sát kỹ lắm rồi. Không có ai theo dõi mình hết. Thiệt đó. Kể cả chị Hương, em cũng nói với chị Hương hôm nay qua nhà bạn ngủ. Nên bây giờ chỉ có mình em với anh ở đây thôi. Thật là cực cho em quá. Sao lại cực chứ? Anh đã vì em làm biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện anh phải giả chết vì em. Những việc anh làm cho em, suốt đời này em trả nợ anh còn chưa hết nữa đó. Liêm, hay là em dừng lại đi, em sẽ không chịu đựng nổi đâu. Sao mà dừng lại được? Em nhận ra được một điều, cuộc sống này thật là hoang đường. Cái gì mà thiên lý tuần hoàn, cái gì mà là nhân quả báo ứng chứ? Tất cả những điều đó chỉ là gạt mình thôi. Chứ không phải sao? Những người làm việc gian ác thì lại có cuộc sống tự do tự tại, còn những người tốt như anh lại phải giả chết, trốn chui trốn nhủi như vậy. Nếu em mà là quan tòa, em sẽ quyết định người nào được sống và người nào được chết. Em đừng cố chấp như vậy nữa. Em hãy nghe lời anh. Hãy nghe lời anh đi. Anh à, anh tỉnh táo lại đi. Em không cố chấp. Cuộc sống này, những gì trắng là trắng, những gì đen là đen. Những kẻ hãm hại gia đình em là những kẻ đáng chết, nên những việc em làm không có gì là sai trái hết. Em nói đúng. Những người đó phải trả giá cho hành động của mình, nhưng đó không phải là việc của em. Hãy để cho pháp luật trừng trị họ, em hiểu không? Không. Chờ đến chừng nào chứ? Pháp luật không trừng trị được bọn họ đâu. Chúng ta mới là người trừng trị. Và em sẽ giết. Em giết hết. Em sẽ giết hết bọn chúng. Giết hết luôn bọn chúng. Những kẻ gian ác, em sẽ giết chúng. Liếp. Đó là em sẽ giết của em. Em sẽ Liếp. Giết chúng. Em sẽ giết Liếp. Hết. Em bình tĩnh giết lại đi. Liêm, anh không nói chuyện này nữa. Liêm, với em mình sẽ giết nó. Em đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Em có sao không? Liêm, em phải giết hết tất cả bọn chúng. Em phải giết. Em phải giết hết tất cả. Liêm, Liêm, nghe anh nói nè. Em đừng kể tới chuyện này nữa. Liêm, bình tĩnh lại đi. Đừng kể tới chuyện này nữa. Em phải giết. Giết tất cả. Chị Hai. Chị Hai ơi. Chết rồi. Có người. Con người tới rồi. Anh đi vô toilet trốn đi. Nhưng mà em thì sao? Em không có sao hết. Em đối phó được. Anh ở yên trong đó nha. Chị Hai ơi. Chị Hai. Em tìm chị hả? Em tới thăm chị đó. Từ lúc qua bệnh viện tới giờ em không liên lạc được với chị. Không biết là chị có khỏe không nữa. Mà chị ăn gì chưa? Chị... Mà sao nhìn mặt chị xanh xao quá vậy? Chị đâu có sao đâu. Mà sao không lo đi làm đi? Mà em tới đây làm gì? Rồi người ta dị nghị cho em mình sao? Không. Nhưng em nhớ chị mà. Em muốn nói chuyện với chị. Mặc kệ người ta nghĩ sao cũng được. Chị cho em vô nhà đi. Thôi, đâu có được. Thôi lại đây. Chị nói nghe nè. Chị Phương đang ở trỏng, mà chị ấy hay nghe trộm, rồi mang chuyện đi kể khắp nơi, không có tiện. Hay là mình ra bờ sông đi. Ra bờ sông cho thoáng mát, rồi chị em mình nói chuyện nha. Em đợi chị chút, chị ra liền. Nhớ đứng yên nói nha. Mình đi. Dạ. Chị Hai à, càng nhìn chị càng thấy chị Hai đẹp đó. Đặc biệt là rất giống mẹ.
Mẹ đẹp hơn chị nhiều chứ. Nhưng còn em thì em rất giống ba. Giống từ dốc dáng, cách suy nghĩ và cả trái tim nữa. À đúng rồi, mà chị hai có mơ thấy ba bao giờ không? Kể từ khi mà chị em mình lạc nhau á, em chỉ toàn mơ thấy ác mộng không à. Chị cũng vậy. Kể từ sau cái đêm định mệnh đó, chị không thể nào quên được gương mặt kẻ đã hại cả gia đình mình. Cho tới bây giờ chị chưa bao giờ nằm mơ thấy ba, nhưng mà chị luôn có cảm giác ba mẹ vẫn ở bên dạy bảo chị cần phải làm gì. Chị hai, gần đây có một số vụ án giết người mà những người đã bị giết đều có hình xăm con trết ở dưới bụng. Bọn chúng đều là đàn em của Hai Đá. Em rất muốn biết người nào đã làm việc đó mà tới giờ vẫn chưa tìm ra. Em muốn biết chuyện đó để làm gì? Em chỉ cần biết kẻ nào phải chết thì đã chết rồi. Chị không quan tâm kẻ nào đã giết bọn họ. Giờ chỉ còn một kẻ thù, và chị muốn nhìn thấy hắn ta sẽ phải chết. Vào một ngày không xa, chị chắc chắn sẽ thực hiện được điều đó. Chị hay lạ thiệt đó. Đôi khi mình không hiểu được chị hay đang nghĩ gì nữa. Có lẽ phải sớm đưa chị hai trở lại bệnh viện để làm các xét nghiệm, khám tổng thể một lần. Nè, em làm gì mà ngồi thừa ra vậy? Em có làm gì đâu. Đang suy nghĩ tới ai phải không? Đừng có giấu chị. Nè em trai, em đã có người yêu chưa vậy? À, dạ em... Hãy cố gắng lắng nghe con tim của mình. Nó sẽ báo hiệu cho em biết khi nào em tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời. Chị hai à, em đi nghe điện thoại một chút nha. Ừ. Alo. Alo, anh Bình hả? Anh đang ở đâu vậy? À, anh chưa về được đâu, anh đang bận. Em gọi anh có gì không? Em chỉ là muốn hỏi hôm nay An Hạ có gọi điện cho anh không? À, không có. Anh Nhi à, có chuyện này anh muốn nói cho em biết. Thật ra là về chuyện của anh Hà là cho anh gây ra. Anh Hà có nói cho anh đó. Là điện thoại bị hư, đợi cô ấy đưa điện thoại cho anh đi sửa. Không ngờ trong đó có lưu những hình ảnh nhạy cảm của anh Hà, và anh đã nhờ người tung lên mạng. Cái gì? Sao anh lại làm những chuyện này? Anh muốn trả thù. Vì An Hà là con gái của Hai Đá, và chính Hai Đá đã ra tay giết chết anh sống. Cho nên là anh... Anh im đi, đừng có ngụy biện. Đó không phải là lý do để anh hạ nhục người con gái như vậy. Anh quá ác độc rồi An Bình. Anh không phải là An Bình mà em từng biết. Nhưng mà chuyện xảy ra tất cả cũng đều do lỗi của An Hạ mà. Tại cách sống buông thả của cô ấy, luôn coi thường người khác, đó là tất cả những hậu quả mà cô ấy phải gánh chịu thôi. Anh không thể nói An Hạ như vậy được. An Hạ có gì sai cũng không đáng nhận kết quả đó. Tại sao anh lại đối xử với An Hạ kiểu đó? Dù sao thì An Hạ cũng là người thân của anh mà.
Anh không nghĩ như vậy đâu. An Hà là con của một kẻ mà anh căm ghét nhất. Anh sẽ không tha thứ cho những việc mà hai đã làm. Anh Bình, em không biết phải nghĩ sao về anh nữa. Tại sao anh lại thay đổi thành con người khác? Tại sao anh trở thành một kẻ máu lạnh như vậy? Không phải là An Bình của ngày xưa nữa. Đúng, em nói đúng. Anh không còn là An Bình của ngày xưa nữa. Chẳng qua là anh đã trưởng thành hơn thôi. Quá ra mọi chuyện là do An Bình bày ra để hại mình. Các người quá đáng. An Bình, tôi đã tin tưởng anh, vậy mà anh đã hại tôi. Anh sẽ phải nhận kết cục tồi tệ nhất mà tôi dành cho anh. Em của chị. An Nhi, An Nhi ơi. An Hạ hả? Em về hồi nào vậy? Ra ngoài nói chuyện. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Giờ này hả? Chị bận cái gì hả? Không có bận. Nhưng mà chị mặc đồ vậy sao đi được? Chị thay đồ đi, tôi đợi chị. Chị hai, chị hai. Em tỉnh rồi à? Nếu mà em không phải là em trai của chị á, thì em sẽ là một chàng trai si tình trồng cây si trước nhà chị, ngẩn ngơ trước dáng vẻ mỏng manh của chị đó. Chị thấy em đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Ngại quá, đáng trai phải che chở cho chị mà em lại ngủ quên mất. chị hai coi nè, đẹp lắm đúng không? Cho dù em có thế nào đi chăng nữa,
thì vẫn là em Triết bé nhỏ của chị như ngày nào. Chị hai này. Sao mình lại ra đây nói chuyện vậy? Sao vậy? Chị sợ tôi làm gì chị hả? Hay là chị sợ không ai bảo vệ cho chị? Ý chị không phải là như vậy. An Hạ, em có sao không? Cả nhà lo lắng cho em lắm đó. Tôi biết những ai quan tâm đến tôi thật lòng, và cũng như ai đang cố ý hạ nhục tôi, làm hại tôi. Em nói gì vậy? Chị không hiểu. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của chị và An Bình, và tôi đã hiểu tại sao mình bị hãm hại như vậy. Tôi vẫn biết trong mắt mọi người tôi luôn là cái gai vì sự khó chịu của mình, nhưng tôi không ngờ là chính người thân của mình hại mình. An Hạ, em thật sự hiểu lầm chị rồi. Em nghe chị giải thích nè. Thật ra chị đừng bao giờ sử dụng từ hiểu lầm với tôi. An Bình tôi sẽ xử lý xong, còn chị, tôi sẽ xong phẳng với chị hôm nay. Bởi vì chị là người cản trở tôi, chống đối tôi tới với An Bình. Nếu mà em ghét chị vì vấn đề này á, thì chị thành thật xin lỗi em. Thật sự chị cũng không muốn hai chị em mình phải cãi nhau như vậy nữa. Dù sao hai chị em mình cũng là chị em trong nhà mà. Chị đừng có ngụy biện. Đến một lời xin lỗi chị cũng không có một chút thành ý nào. Chị làm như mình cao sang lắm, là người ban phát cho tôi cái đặc ân là tôi phải nhận lời xin lỗi này hả? Chị là đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Tôi hận chị. An Hạ, em bị làm sao vậy? Tôi bị điên đó. Tôi chán nhìn thấy cái mặt chị ở trong căn nhà đó, lúc nào cũng quanh quẩn với anh Bình, nũng nịu với anh Bình, tỏ ra mình trong sáng, tỏ ra mình thánh thiện. Xin lỗi nha, nhìn chị tôi muốn ói gì đó. Chị hai à, em tính đó là sẽ sớm đưa chị hai về nhà ba mẹ nuôi của em. Em rất là muốn họ biết mặt người chị ruột của em mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chị hai thấy vậy có được không? Chị đã nói với em rồi, đây chưa phải là lúc để chị em mình tiết lộ thân phận. Bởi vì... Bởi vì sao vậy chị hai? Nhưng mà chị hai có điều gì ngài phải nói ra. An Hạ, em ghét chị cũng được, nhưng mà em nghe chị nói nè. An Hạ, bởi vì chị... Con tôi ơi, con tôi, tiếng kêu ở đằng kia. Con tôi ơi, cứu tôi. An Hạ, cứu chị. Chị con biết bơi. Chỉ có mày chết, anh Bình mới yêu tao thôi. Cứu tôi nha. Mày chết đi. Cứu tôi. Cứu. Cứu tôi nha. Cứu tôi nha. Chị hai ơi, con bị chết đuối. Cứu tôi. Cứu. Đứng lại. Đúng là cha nào con nấy. Cái bản chất nham hiểm hại người của cô không khác gì cha của mình. Chị là ai? Con chả còn được đi nhang đi. Chị đã làm gì? Tôi gọi điện cho ba. Ba tôi là đại ca giang hồ đó.
sẽ không tin cho chị đâu. Cái tát này là dành cho bản chất độc ác của cô. Còn cái tát này chị... là bởi vì cô là con của ông ta. Tao sẽ giết mày. Tao không tha cho mày đâu. Thả tôi ra. Liêm, hãy dừng lại đi. Buông ra. Buông tôi ra. Không được. Nếu không giết nó bây giờ thì không bao giờ em còn cơ hội nữa. Em sẽ giết nó để trả thù những gì cha nó đã gây ra cho gia đình em. Không, Liêm, hãy vì anh mà dừng tay lại. Em đừng trúng sâu vào con đường tội lỗi nữa. Hãy dừng lại đi. Làm ơn nghe lời anh đi. Không, em không dừng lại. Anh im đi. Anh im đi. Anh đừng nói nữa. Hả? An Nhi. An Nhi à? Em tỉnh lại đi An Nhi. An Nhi. An Nhi, em tỉnh lại đi. An Nhi à, anh đang cần em nói chuyện đó An Nhi. Hả? An Nhi. An Nhi à? Em tỉnh lại đi An Nhi. An Nhi. An Nhi, em tỉnh lại đi. An Nhi à, anh đang cần em nói chuyện đó An Nhi. Sao em không nói gì hết? Em tỉnh dậy đi. Anh cần sự ồn ào của em mà. Anh đang hứa sẽ chịu chuộng em. Anh sẽ lo cho em. Sẽ yêu em suốt cuộc đời này mà. Anh sẽ không làm tổn thương em nữa An Nhi ơi. Em tỉnh dậy đi. Tại sao lại bị như vậy? An Nhi, em tỉnh lại đi. Em tỉnh dậy đi An Nhi. An Nhi. Nghe lời bác sĩ. Nghe nên. Anh vui lòng đợi ở ngoài. Anh hai. An Bình. An Hà. An Hà bị sao vậy anh hai? Xin anh vui lòng đợi ở bên ngoài. Em làm gì ở đây vậy? An Nhi gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Em đang đứng ở bờ sông và em nghe được một tiếng kêu cứu. Sau khi em nhảy xuống cứu thì biết đó là An Nhi. Sau khi em sơ cứu xong là em đưa An Nhi tới đây. Trời đất. An Hà bị sao vậy anh hai? Cô ba lo lắng tình hình của An Hà cho nên bắt xe lên Sài Gòn từ sáng sớm. Vừa bước tới nhà mình á thì có người gọi điện báo là An Hà gặp nạn. Cô ba đâu có biết địa chỉ, phải nhờ anh tới nè. Anh không biết là hai đứa này nó làm chuyện gì mà dẫn tới nông nổi này. Anh Hà, có chuyện này em muốn kể cho anh nghe. Anh không ngờ em lại hành động ngu xuẩn như vậy. An Hà nó là em của em, tại sao em lại nhẫn tâm đối xử với nó như là kẻ thù vậy? Em biết lỗi lầm của mình rồi mà. Điều bây giờ em quan tâm nhất là An Nhi sẽ không bị làm sao hết. Còn bản thân em bị trừng phạt thì em có quan tâm? Thôi đi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Anh không ngờ là em to gan như vậy. Em trả thù cho đến bao giờ mới hết thù đây? Đến bao giờ thì em mới chịu sống vì tha vì người khác cho người khác? Ba mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng nếu như biết được chuyện này. Em xin nhận hết trách nhiệm về mình. An Hạ nó trẻ người, tính tình hiếu thắng. Mặc dù nó là con của kẻ vô côn như hai đá, nhưng mà nó có nhận được gì từ ông ta đâu. Cả một tuổi thơ bất hạnh không cha, nó không được dạy dỗ cẩn thận từ một người cha đã là thiệt thòi rồi. Vậy mà em đã cứa thêm nỗi đau vào cuộc đời của nó. Em biết là em sai rồi. Tất cả là vì em quá u mê đi trả thù mà. Anh hai, anh cho em xin lỗi nghe. Em nói An Nhi bị chết đuối ở bờ sông, cũng là lúc An Hà
được cứu ở khu vực gần đó. Vậy rốt cuộc hai đứa nó bị nạn là có liên quan gì tới nhau không? Em cũng không biết. Cái này không biết, cái kia cũng không hay. Vậy rốt cuộc là nhờ may mắn em có mặt kịp thời mới cứu được An Nhi chứ gì? Mà em ra bờ sông làm gì ở đó mới sáng sớm vậy? Bệnh nhân tạm thời ổn định, người nhà có thể vào thăm. Em không sao chứ? Em không sao. Làm ơn cho hỏi, sao tới giờ này em tôi vẫn chưa tỉnh vậy? Có thể là do thuốc bác sĩ tiêm còn ngấm. Anh yên tâm, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Cảm ơn. Sao bị chết đuối ngoài bờ sông vậy? Dạ, tại vì sáng nay em chạy bộ xong rồi em lỡ trượt chân nên té xuống sông luôn. Nhưng mà sao? Thôi mà anh hai, anh đừng có dùng nghiệp vụ của anh mà hỏi cùng em như phạm nhân vậy. Em đang là bệnh nhân mà, cần có thời gian nghỉ dưỡng. Thôi được rồi, để anh ra ngoài gọi điện cho cô Dương Ba biết là anh hai không sao. Anh vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ đâu. Anh hai, anh đừng có nói cho ba mẹ biết nha. Em mà cũng biết sợ nữa hả? Không cần anh phải nói đâu, cô ba đã thay anh làm việc đó rồi. Cô nghe nè mẹ, anh làm gì mà dòm em như trời trồng vậy? Không định nói chuyện với em hả? Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em và An Hà thôi. Bây giờ anh không biết phải nói sao nữa. Hãy dành luôn phần anh cảm thấy có lỗi với em để nói với An Hà kìa. Đó là cách em tha thứ cho anh. Còn chuyện mà An Hà có tha lỗi cho anh hay không, đó là chuyện của cô ấy. Được rồi, đợi tới lúc An Hà tỉnh dậy đi, anh sẽ nói chuyện sao với cô ấy. Anh sẽ làm tất cả để cô ấy có thể tha thứ cho anh. Thôi, tụi bay chơi đi, tao mệt quá rồi, uống không nổi nữa đâu. Tao về á. Chơi vui vẻ nha. Anh đừng có nói nữa mà. Em xin anh đó. Ê, tao không nói chuyện với tụi mày nữa. Có gì bữa khác nói chuyện tiếp ha. Ha, cúp máy nha. Anh đừng có cản trở em. Em sẽ không nghe theo lời anh đâu. Đây là việc mà em cần phải làm mà. Nếu như anh thương em thì anh hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện của mình. Đừng cản trở em. Em không thể nào làm khác được. Anh đừng bước tới đây. Anh đi đi. Em không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi. An Hà, em ngủ chưa?
Chị biết là em vẫn chưa ngủ. Chị nghĩ là nên nói với em những lời chị nghĩ là cần thiết phải nói. Chị không trách em gì đâu, nên em cũng đừng tự trách bản thân mình. Chuyện này như là bí mật của hai chúng ta nha An Hạ. Thật ra chị không phải là người cao thượng hay là bao dung gì hết. Chẳng qua chị chỉ mong hai chúng ta có thể sống chung nhà tốt hơn. Như vậy là chị vui rồi. Còn chuyện của anh Bình, chị cũng chẳng muốn thanh minh thanh nga gì cho hành động ngu ngốc đó. Cũng vì ảnh quá căm thù hai đá nên mới hành động nông nổi như vậy. Chị tin là em sẽ vượt qua được, vì chị biết em là cô gái mạnh mẽ. An Hạ, An Hạ ơi, vậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi con. Con không ăn đâu, mẹ để đó đi. Chút con ăn sao? Vậy ăn liền đi cho nóng, để nguội mất ngon. Con đã nói với mẹ là để đó đi mà. Sao mẹ lúc nào cũng ép con phải làm những điều mà con không hề thích vậy mẹ? An Hạ, sao trải qua bao nhiêu chuyện mà tính con vẫn không hề thay đổi vậy? Con lúc nào cũng muốn mọi người chiều theo con, lúc nào cũng bướng bỉnh, bốc đồng, lúc nào cũng hỗn hào. Mẹ thật không biết dạy con như thế nào nữa hết á. Con là như vậy đó, con không cần ai phải dạy con hết á. Chẳng phải mẹ hạnh phúc với chồng của mẹ là đủ rồi hay sao? Đứng dậy. Mẹ, đứng dậy. Mẹ làm gì vậy? Mẹ, đứng lên đi. Đi vô đây. Mẹ, vô đây. Mẹ làm gì vậy? Vô đây đi. Mẹ, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Buông cái đó đi mẹ. Mẹ đi hả? Tại sao? Tại sao trải qua biết bao nhiêu chuyện mà con vẫn không chịu tỉnh vậy hả? Tại sao lúc con phải biết con là đứa con gái duy nhất mà mẹ vô cùng yêu thương, không ai có thể nhảy vào để lấy mất điều đó được. Và con cũng biết rõ Dưỡng con là người tốt mà. Lúc con bị thương, chính ông ấy là người lo lắng chăm sóc cho con nhiều nhất. Mặc dù con rất căm ghét ông ấy, nhưng lúc nào Dưỡng con cũng thương yêu và chăm sóc con hơn cả đứa con ruột của mình. Con có biết gì sao? Mỗi lần con gây ra lỗi lầm, mọi người đều không quán trách con không? Hả? Là vì chúng ta là người một nhà, chúng ta là một gia đình. Là một gia đình thì phải có sự bao dung và yêu thương nhau. Tại sao con không dùng điều đó để đối xử lại với mọi người chứ? Hãy
tất cả những gì mà con đã gây ra. Thì mọi người, có còn ai nói sự tốt với con không? Trong nhà này, ai cũng ghét con hả? Không, không đâu. Mọi người không ai ghét bỏ con cả. Chỉ là họ khó nói chuyện. Nếu con không chịu mở lòng và thay đổi cách cư xử của mình mà thôi. Con muốn đi về quê, con muốn ở đây nữa đâu. Mình về quê nha mẹ. Cảm ơn em, hôm nay em làm tốt lắm. Để hôm nào anh gọi em tới làm tiếp. Em về nha. Em đang ở đâu vậy? Anh tới gặp em nha. Em mới giờ làm việc xong nên chỉ muốn về nhà nghỉ thôi. Một chút cũng không được sao? Vậy thôi được rồi, để bữa khác tụi mình gặp nhau cũng được. Em về cẩn thận nha. Em biết rồi. Đón của con nè. Hôm nay chú về trước đi, con muốn đi bộ một mình. Dạ, vậy cô đi cẩn thận nha. Dạ. Tôi về trước à. Lại gọi cho anh ấy. Anh biết được. Anh đang ở đâu? Anh đang ở gần em. Anh Khánh.
An Hạ. An Hạ. Vào đi. An Hạ, anh muốn xin lỗi em vì những chuyện anh đã gây ra. Chỉ vì sự hiếu thắng và ích kỷ của anh đã khiến em tổn thương nặng nề. Nhưng anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh thực sự hối hận vì những việc làm ngu ngốc của mình. Có câu chuyện này anh muốn kể cho em nghe. Cách đây gần 20 năm, có một gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Họ có hai người con, trai gái đầy đủ. Tuy nghèo khó nhưng mà gia đình của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Rồi một ngày nọ, khi sinh nhật của cô con gái bé bỏng đang chuẩn bị diễn ra thì có một đám giang hồ kéo tới. Chúng hãm hiếp người mẹ. Trước mặt hai đứa con, chúng đã giết người mẹ đó, khiến tất cả gia đình của họ bị ly tán. An Hà, anh biết em không có lỗi, vì em là con của hai đứa. Tất cả chỉ là vì anh muốn, anh muốn trả thù ông ta nên anh mới làm như vậy. Anh cứ nghĩ mình sẽ vui hơn khi nhìn thấy ông ta đau khổ. Nhưng mà anh không ngờ mình lại đẩy em vào ngõ cụt tâm tối. Anh thật sự xin lỗi em. Anh đừng nói nữa. Bản thân em cũng sẽ gây ra những tội lỗi tày trời. Em cảm ơn anh đã cứu An Nhi kịp thời. Nếu không, cả cuộc đời em sẽ phải ân hận. Anh à, em đừng nói vậy mà. Anh nghĩ là An Nhi sẽ không bao giờ trách móc em về điều đó đâu. Em biết, nhưng bản thân em cũng cảm thấy xấu hổ vì những chuyện mình đã gây ra. Anh cũng vậy mà. Em nghe này, chúng ta mãi làm em tốt với nhau nhé. An à, em đừng khóc nữa. Nhưng mà anh thấy em có còn xinh hơn. Nhưng mà anh thích em cười hơn. Anh này, cười rồi nè. Đúng đó, cười đẹp lắm. An Nhi à, em tỉnh lại đi An Nhi. An Nhi, An Nhi, em tỉnh lại đi. An Nhi à, anh đang cần em nói chuyện đó An Nhi. Sao em không nói gì hết? Em tỉnh dậy đi, anh cần sự ồn ào của em à. Anh đã hứa sẽ chiều chuộng em, anh sẽ lo cho em, sẽ yêu em suốt cuộc đời này mà.
anh sẽ không làm tổn thương em nữa. An Nhi ơi, em tỉnh dậy đi. Tại sao lại bị như vậy? An Nhi, em tỉnh lại đi. Có nên không ta? Mà giờ lên đó biết nói gì với An Bình đây? Lúng túng quá. An Nhi. Hả? Anh Bình. Dạ. Em tìm anh hả? Dạ. Dạ không. Em anh mới vào phòng An Hà. An Hạ có sao không anh? An Hạ cũng đỡ rồi. Cô ấy đã đồng ý tha thứ cho anh. Như vậy thì tốt rồi. Thật ra An Hạ hơi cá tính một chút, nhưng mà lại có tấm lòng bao dung. Chẳng qua chúng ta quá ích kỷ nên không nhận ra được. Em tìm anh có chuyện gì không? Thật ra là em cũng không biết em kiếm anh có chuyện gì nữa. Em quên mất tiêu rồi. Thôi em về phòng trước đây. An Nhi à. Tin anh đi. Tất cả những gì mà anh đã nói với em ở bờ sông hôm đó, anh sẽ luôn nhớ. Tất cả đều là thật. Và anh sẽ mãi nhớ những điều đó. Hai đứa vẫn chưa ngủ à? Dạ. Em ngủ không có được. Xong rồi em qua phòng anh Hai mượn mấy cuốn sách mà thấy anh Hai chưa về. Nên qua phòng của anh Bình hỏi anh Bình có đói bụng không. Em sao vậy? Nói chuyện gì mà không có ăn nhập gì với nhau hết vậy? Thật ra là không có gì đâu. Anh Hai đừng có suy nghĩ nhiều. Em thấy anh Hai mắc bệnh nghề nghiệp rồi đó. Em đi về phòng trước nha. Ê ê. Dạ. Đi đâu vậy? Em lộn. Nhỏ này không biết khi nào mới trưởng thành được đây. Em chưa ngủ, về xuống uống danh vài lon. Dạ được. Em cũng đang muốn uống gì đó. Đi. Nạn nhân thứ nhất là Khánh Nam không có dấu hiệu gì phản kháng, chỉ bị một đòn chí tử vào vùng chấn thủy khiến nội tạng dập nát mà chết. Nạn nhân thứ hai bị đánh vào đầu và những điểm chí mạng trên người dẫn đến cái chết không thể kháng cự. Nạn nhân thứ ba trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, chạy lê trên đường chỉ một phần thân bị tê liệt, miệng ú ớ như bị câm,
rồi đâm vào xe tải nên bị cán chết. Không có dấu hiệu của chất độc hay vết thương hở. Hung thủ chú ý dùng thuật bấm huyệt trên các huyệt đạo của nạn nhân, làm cho tê liệt, không có khả năng nói chuyện và kháng cự. Sau đó ra đòn chí mạng cho quyền tử để kết thúc mạng sống. Riêng vụ của Hai Đá, hắn là kẻ duy nhất may mắn thoát chết. Liệu hung thủ sẽ dừng tay hay còn tiếp tục làm nếu như chưa giết được Hai Đá? Và liệu thực sự Hai Đá đã là nạn nhân cuối cùng chưa? Hay vẫn còn những kẻ khác giấu mặt nữa? Còn qua hậu vàng và hình xăm con rết là ý nghĩa gì? Cô ấy là chị gái, là người thân duy nhất còn sót lại của An Quỳnh. Chị em họ có một mối thù xuất thân từ vùng biên giới với Hai Đá. An Quỳnh cũng thích qua học trẻ. Hiện trường sau khi gây án luôn có một cành hoa hồng vàng để lại. Tại sao vậy? Hình xăm con rết, An Bình cũng hay nhìn chúng với vẻ thù hận. Nhưng rõ ràng An Bình không phải là hung thủ, vì có những chứng cứ ngoại phạm. Còn anh xấu, tại sao anh đây lại liều mình xuất hiện ở hiện trường ngăn cản công an truy bắt tên tội phạm? Xấu luôn theo sát bên đi, dám đối đầu với cha ruột của mình để cứu hung thủ, để rồi bị đàn em Hai Đá đâm chết. Xấu lại rất thân thiết với Liêm, có thể làm mọi việc để bảo vệ Liêm. Vậy suy ra lẽ nào trong lòng cuộc bấm huyệt chăm cứu, mối thù lớn, hoa hồng vàng, hình xăm con rết. Thuộc bấm huyệt, mối thù lớn, hoa hồng vàng, hình xăm. Liêm chắc chắn biết An Hà là con gái của Hai Đá nên định ra tay sát hại sao? Không thể nào, phải có liên kết trong mọi việc này. Vì nó là gì đây?
Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Tại sao em không chịu dừng lại? Em đã tìm được em trai của mình rồi. Em đã có cuộc sống mới. Anh lại bắt đầu nữa rồi đó. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn anh Khánh, nếu anh Khánh phát hiện ra việc làm của em thì em sẽ phải ở tù đó. Và rồi mọi người xa lánh em, vì em là kẻ giết người đó lên. Em không quan tâm người khác nghĩ về em như thế nào. Em chỉ cần giết được hai đá để trả thù cho gia đình em. Còn anh, hết lần này tới lần khác cứ cản trở em, chỉ vì hai đá là cha của anh. Lần trước nếu như không vì anh cản trở em thì em đã giết chết được hai đá rồi. Anh là kẻ ích kỷ. Từ giờ anh đừng có cản trở em, đừng có khuyên can em điều gì nữa. Trong mắt em bây giờ, anh là một cái hèn nhát. Anh đi đi. Hy vọng vụ này sớm giải quyết để cho người dân người ta còn làm ăn nữa. Thì đó, cũng mong là như vậy. Anh theo em đến đây làm gì? Em đã đến đây rồi thì không ai cản trở được em đâu. Tại sao em không nghe lời của anh? Anh tính động thủ. Gì vậy? Mày đó, dậy lên. Ủa, có chuyện gì vậy mấy anh? Tôi nghe có tiếng động, có tiếng người la nữa. Chắc là có gì đâu. Thôi, vô ngủ đi. Đi vô à. Cơm đã về, cơm đã về, mà hai đá vẫn nằm sai xín ở đó. Cơm về rồi nè, xích vô xíu chú hai. Thiệt tình, nhìn ổng quái chè đậu thiệt chứ. Sáng xỉn chiều sai, tối lai rai cái thức dậy nhậu tiếp. Thiệt tình nhìn chú hai đá con muốn bỏ rượu luôn á. Bác gái kêu con chở lên chùa để tịnh tâm, để sống như ngày bình an. Còn chú hai á, tối ngày nhậu hoài. Nghỉ cho bà chút xíu đi. Thôi, nói chứ nhậu thì nhậu, nhưng mà thức dậy ăn cơm đi, lấy sức nhậu tiếp ha. Nè, bác gái kêu tôi mua cơm, cơm ông thích luôn đó. Biết cái gì không? Thằng 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 thịt kho hột vịt. À, ngồi về ăn cơm nha. Ngồi vậy đi. Vậy chú hai về ăn cơm. Trời, bởi vậy đúng thiệt tên hai đá luôn ta. Cái mặt lạnh ngắt à. Thôi vậy. Chết mẹ sao lạnh dữ vậy ta. Chú hai, chú hai, chú hai có sao vậy chú hai? Chú hai ơi, tỉnh dậy chú hai. Trời, đừng có bị gì nha chú hai. Mấy anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh ơi, vô vô cứu ông nè.
Trời chú hai, trời ông lạnh ngắt. Ông bị làm sao vậy? Em không biết nên em mua cơm thì cho ông ăn, thấy ông nằm sải lai, tôi không xỉn. Ai vậy ông nằm yên ru hả? Coi ông có sao không anh? Trời ơi chú hai ơi, ông bị trúng gió rồi, kêu xe cấp cứu nhanh lên. Dạ. Alo, xe cấp cứu hả? Xin lỗi, mọi người không được vào trong. Anh Khánh ơi, liệu ổng có chết không anh? Em cứ bình tĩnh đi, để bác sĩ cấp cứu sau đã. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa được chuyển vào? À, tôi. Theo như sơ đoán ban đầu, bệnh nhân bị đột quỵ cấp tính. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần? Làm sao bác sĩ? Ông ta là nhân chứng của vụ án mà chúng tôi đang điều tra. Việc này rất là quan trọng. Với tình hình của bệnh nhân thì chúng tôi có bao nhiêu thời gian? Chúng tôi sẽ cho tiến hành chụp não bệnh nhân, xem coi tình trạng rõ ràng như thế nào, mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Nhưng thời gian không còn nhiều đâu, chỉ có thể tính bằng tiếng thôi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Anh Khánh, liệu ông có sao không anh? Em hãy gọi điện cho bác gái tới đây đi. Dạ. Alo, bác gái hả? Từ hồi anh Sáu chết, tội nghiệp bác gái lắm anh. Suốt ngày bác cứ thơ thẩn. Rồi một hôm bác kêu em chở lên chùa, rồi từ đó luôn không chịu về. Còn em vẫn làm việc ở quán bar chứ? Dạ còn. Nhưng mà bác gái cứ nói là về mở lại cái tiệm bán phế liệu đi, chứ làm việc ở quán bar phức tạp lắm. Bác gái nói đúng đó, công việc ở quán bar phức tạp lắm. Dạ. Ừ. Mẹ, con không vô thăm ổng đâu, con về nha. An Hạ, con đừng có như vậy. Dù sao ổng cũng là... Là cái gì? Có bị con thừa nhận mối quan hệ này đâu. An Hạ, An Khánh nói ông ta bị tai biến mạch máu não, có thể đêm nay sẽ không qua khỏi đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện mà sau này khi nhìn lại con phải hối hận, trong khi nó có thể nằm trong tầm tay của con. Bác đừng có buồn nữa, coi chừng ảnh hưởng sức khỏe đó. A Di Đà Phật. Ông ta tạo ra quá nhiều nghiệp chứ. Bây giờ tới lúc ông ta phải trả giá cho những gì mà ông ta đã gây ra. Nhưng mà bác không nỡ nhìn thấy ông ta ở trong trọng, trong cơn hấp hối như vậy. Tình hình sao rồi con? Bác sĩ nói chắc khó qua khỏi đêm nay. À,
bộ không còn cách nào cứu ổng sao anh Khánh? Ông hãy tỉnh lại đi. Tôi chưa bao giờ gọi ông là ba. Nếu bây giờ ông tỉnh lại, tôi sẽ gọi ông là ba. Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba ơi. Cháu ơi, ba không có cố tình giết con đâu. Sao con không nói gì hết vậy? Sao con cứ nhìn ba hoài vậy sao? Ba xin lỗi con vì đã hành hạ làm khổ mẹ con. Ba có lỗi nhiều lắm. Hay đó, tôi chỉ là một trong số hàng trăm người mà ông đã hãm hại. Liệu ông có gặp từng người để nói lời xin lỗi đó hay không? Trong cuộc đời này, ai sống cũng vì lợi ích của mình. Trong cuộc chiến này phải có người thắng kẻ thua. Hậu quả giận ba là đương nhiên. Nhưng mà ba, ông đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, cũng như quá nhiều nỗi đau cho những người mà ông đã hãm hại. Tôi là con trai ông mà ông cũng ra tay giết chết. Tôi chết đi để trả một phần nghiệp chướng cho ông đó, ông biết không? Sao ơi, ba xin lỗi con. Chính vì ba mà con phải chết. Ba đã làm khổ mẹ con suốt cả một đời người. Lỗi tại ba. Ba có lỗi nhiều lắm. Ba ngàn lần xin lỗi con. Sao ơi, hãy tha thứ cho ba. Tha thứ cho ba đi sao. Ba ngàn lần xin lỗi con mà. Sao ơi, trời ơi, sao không đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi đi? Tại sao bắt con tôi phải chết? Ông trời ơi, sao ơi là sao? Tại sao con phải chết? Tại sao không để ba chết thay con? Sao? Sao ơi? Mẹ, mọi người ơi, ba tỉnh rồi, bàn tay của ba cử động kìa. Tỉnh rồi. Ba tỉnh rồi. Để con đi gọi bác sĩ. Cô đi gọi đi. Liếp. Anh làm gì vậy? Anh đừng có cản em, ông sắp chết rồi, em phải hỏi ông cho ra chuyện. Anh buông em ra. Ông sắp chết rồi, phong nàng, em phải hỏi ông cho ra lẽ. Anh xấu. Em bình tĩnh đi, nghe nói đi, bình tĩnh đi. Anh buông ra. Anh buông ơi, ra. Đứng dưới đường vậy. Buông em ra. Xin lỗi. Bác sĩ. Mọi người bình tĩnh nha.